không, cái này nó được kiểm soát tạm thời thì khi mà công cơ sản xuất đó thì mà về thiết kế em có bị đứt không? Không không mà dạ. Có thì không sẽ đi lòng hai cái biên của nó em không có cắt, em vẫn giữ đi cho nó giữ được cái đó. Đúng rồi, vậy thì nó dễ hơn. Dây bạc này là em lấy mẹ em nói vậy đó, xong rồi cũng mấy người ta cắt ra rồi á, cái xong rồi người ta không sử dụng nữa thì em xin mua lại, mà người ta không cho em mua người ta cho em luôn. Nói chung cái rổ đó nó có chút xíu đó, xong rồi chỉ có lửa thôi, nhưng mà rất là nó bất ngờ đó. Trời đất.
cầm lên luôn, cầm lên luôn, cầm ra luôn, cầm ra luôn. Nghe nghe nghe. Rồi, cảm ơn. Thế nào? Làm từ vỏ nước sở tỏi túi ni lông giải dây khô loại vật công nghiệp. Tôi đem làm từ vỏ mình nói cho. Còn có 1 tầng nữa chứ nhiêu. Đất chịu, ông chịu ban trong à. Thank you.
trường gì? Ủa thứ ba
cái túi xanh nhỏ hơn cái này cũng khá là nhiều á. Màu sắc cũng mới hơn vậy con, thì mong rằng mọi người sẽ thích nó. Rồi được rồi. Rồi đi lại đây. Chậm thôi, chậm thôi. Đúng rồi. Đúng rồi, sắp sắp lại mấy cái đó. Sắp sắp lại, đúng rồi, đúng rồi. Rồi bước tới vài bước. Rồi đúng rồi. Rồi ok, cảm ơn anh. Trên cổ bên trái là có một cái hộp giấy nhỏ nhỏ,
thì cái hồ đang nghe thì nó sẽ có những cái hoa khô. Mình chưa mình sợ thấy đúng không? Mình trả lời sợ thôi, chưa thấy. Thôi được rồi, để tí mình nhớ. Rồi xong mình nha, thấm hộp đó xích qua bên phải, từ cái hộp xích qua bên khuôn silicon. Cái khuôn này để tí nữa mình đổ xà phòng vô. Trong khuôn thì nó sẽ có một cái túi giấy nhỏ nhỏ, thì cái túi này sẽ là túi thảo mộc. Rồi xà rồi, xà rồi đúng không? Rồi từ cái khuôn đó đi xuống xíu luôn, đi thẳng rồi. Rồi xích qua bên móng giá một xíu, nó sẽ có một cái ly, cái ly nhỏ nhỏ. Rồi trong cái ly đó nó sẽ tạo đường cho xà phòng. Rồi rồi xong rồi đúng không? Bạn sẽ viết viết lên cái hộp giấy crab nhỏ nhỏ mình để hoa nha. Viết cái gì cũng được hết trơn á. Được chưa? Rồi cái giác của mình á, nó có nhạy không? Bạn có đoán được đó là mùi của tinh dầu gì không? Dạ, rồi. Rồi, cái cục màu hồng của mình khô rồi nè. Bạn sợ nó cứng không? Đó, thì vô cái hộp giấy của bạn nha. Rồi, cho cái hộp giấy của bạn lên cho mình ngửi. Bạn thấy như sản phẩm của mình như thế nào? Nó ngoài sức tưởng tượng luôn. Thôi giờ bạn em lấy cục xà phòng lên rồi lắc qua lắc lại. Ok, nhìn ngắm từ 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 rồi gửi gửi lại gửi lại gửi lại gửi lại gửi ra mùi xả chanh luôn bạn. Ok, vô hộp cất luôn, đóng hộp lại mang về. Rồi cười, cười. Ừ đúng rồi. Ok ok rồi ok.